Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Nội dung của video hôm nay mình muốn chia sẻ và gửi tới quý vị khán giả và các bạn đó chính là nói về những công dụng trị bệnh của tỏi đen. Ai cũng biết tỏi là một dược liệu, là một thứ gia vị rất gần gũi và quen thuộc. Tỏi có tác dụng trị cảm cúm, trị đầy bụng, trướng hơi, tỏi phòng chống ung thư, vân vân, rất nhiều những công dụng từ củ tỏi. Tuy nhiên, đó là củ tỏi trắng, củ tỏi bình thường. Vậy tỏi đen là gì? Trong tỏi đen có chứa những thành phần hoặc chất gì? Và tỏi đen có công dụng trị bệnh như thế nào? Cách sử dụng tỏi đen để điều trị bệnh ra sao cho đúng cách và tốt nhất? Và trong khi sử dụng tỏi đen, cần phải lưu ý đặc biệt những điều gì? Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm và muốn tìm hiểu về những công dụng trị bệnh của tỏi đen, hãy bớt chút thời gian để theo dõi hết video của mình. Mình sẽ có 4 phần chính để gửi tới các bạn như sau. Phần thứ nhất, tỏi đen là gì? Những thành phần hoạt chất có chứa trong tỏi đen. Phần thứ hai, công dụng điều trị bệnh của tỏi đen. Phần thứ ba, cách dùng và liều lượng sử dụng tỏi đen. Phần thứ tư, những lưu ý đặc biệt khi sử dụng tỏi đen. Và trước khi đi vào nội dung chính, mình cũng có đôi lời nhắn nhủ gửi tới quý vị khán giả và các bạn xem video. Hãy nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và các bạn hãy nhớ bấm vào nút chuông thông báo để mỗi khi mình xuất bản video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video đó. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ nhất. Tỏi đen là gì? Những thành phần hoạt chất có chứa trong tỏi đen. Tỏi đen chính là củ tỏi trắng, củ tỏi bình thường mà các bạn vẫn thường sử dụng, được nung nóng nguyên củ với mức độ nhiệt khoảng từ 140 tới 170 độ C ở thời gian khoảng từ 1 tháng rưỡi cho tới 2 tháng, tạo ra phản ứng Malat làm cho tép tỏi từ màu trắng chuyển sang màu đen. Malat là phản ứng của amino acid với đường, làm cho tỏi trắng chuyển sang màu đen và có vị ngọt dịu hơn, thơm hơn và đỡ cay nồng và dễ ăn hơn. Trong tỏi đen có chứa các thành phần hoạt chất như phenol, flavonoid, alkaloid, thiosulfat, pyruvate, S-alicystein, S-alimocatocystein. Các chất này có nguồn gốc từ chất allicin từ tỏi chuyển hóa thành, có tác dụng giúp chống viêm và chống oxy hóa tế bào mạnh mẽ. Khi củ tỏi trắng, tỏi bình thường được nung thành củ tỏi đen thì các hoạt chất trên được chuyển sang với một hàm lượng cao hơn nhiều lần so với ở củ tỏi trắng. Nên củ tỏi đen là một loại dược liệu, là một vị thuốc có những hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất tuyệt vời đối với sức khỏe trong hỗ trợ điều trị bệnh. Vậy cụ thể tỏi đen giúp điều trị những bệnh gì? Vậy sau đây mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ hai, công dụng điều trị bệnh của tỏi đen. Tỏi đen có tác dụng giúp phòng chống ung thư mạnh mẽ. Theo một số nghiên cứu đã chứng minh rằng khi ăn tỏi đen đều đặn với hàm lượng phù hợp và nhất định sẽ có tác dụng phòng chống ung thư. Do trong tỏi đen có chứa các chất chống oxy hóa tế bào một cách mạnh mẽ và chống ung thư mạnh hơn gấp từ 4 cho tới 6 lần so với củ tỏi bình thường. Các chất này có tác dụng giúp tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa ung thư như ung thư vú, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư ruột và ung thư đại tràng. Tỏi đen có tác dụng giúp chống oxy hóa tế bào. Khi ăn tỏi đen, cơ thể sẽ được cung cấp hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Vì quá trình lên men từ củ tỏi trắng sang củ tỏi đen giúp cho tỏi đen có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn rất nhiều so với củ tỏi trắng. Quá trình lên men làm cho chất allicin có trong củ tỏi trắng chuyển thành các chất flavonoid, các alkaloid, đây là các chất có tác dụng chống oxy hóa tế bào. Những chất này có khả năng bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi sự tổn thương do oxy hóa, nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính. Nên khi ăn tỏi đen thường xuyên, đúng cách và đúng liều lượng sẽ có tác dụng giúp chống oxy hóa tế bào và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm, chống lão hóa. Tỏi đen có tác dụng giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Khi ăn tỏi đen đúng cách, đúng liều lượng sẽ có tác dụng giúp giảm chỉ số bệnh tim mạch, giảm cholesterol toàn phần, giảm cholesterol xấu, đồng thời làm tăng cường lượng cholesterol tốt ở trong cơ thể. Theo nghiên cứu, một số trường hợp bị tăng cholesterol khi sử dụng tỏi đen với lượng từ 6 tới 8 gram trong mỗi ngày, trong khoảng từ 3 tới 4 tháng liền sẽ có tác dụng giúp giảm cholesterol xấu và tăng cường lượng cholesterol tốt ở trong cơ thể một cách rõ rệt. Tỏi đen có tác dụng giúp bổ não, bảo vệ tế bào thần kinh trung ương. Khi ăn tỏi đen đúng cách, đúng liều lượng và phù hợp sẽ có tác dụng giúp bổ não, tăng cường trí nhớ,
ngăn ngừa tình trạng viêm và suy giảm trí nhớ, chức năng não bộ theo thời gian và theo tuổi tác. Theo nghiên cứu, ăn tỏi đen đúng cách giúp giảm hiện tượng viêm não do beta amyloid gây ra, giúp cải thiện trí nhớ, tăng tuần hoàn não. Tỏi đen có tác dụng giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Ăn tỏi đen có tác dụng giúp cải thiện sự trao đổi chất trong cơ thể, chống viêm, giảm cholesterol, điều chỉnh sự thèm ăn, giúp cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, dẫn tới ngăn ngừa và chống lại các biến chứng do lượng đường ở trong máu tăng cao. Từ đó, khi ăn tỏi đen có tác dụng giúp ổn định đường huyết, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả và an toàn. Tỏi đen có tác dụng giúp bảo vệ gan khỏe mạnh. Khi ăn tỏi đen đúng cách và đúng liều lượng và phù hợp sẽ có tác dụng giúp bảo vệ gan khỏi những tổn thương do bị tiếp xúc với thuốc tây, với hóa chất, rượu bia, thuốc lá. Vì trong tỏi đen có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cải thiện chức năng gan trong những trường hợp bị tổn thương do tiếp xúc nhiều với rượu bia và thuốc lá, giúp bảo vệ lá gan khỏe mạnh. Tỏi đen có tác dụng giúp giảm đau nhức xương khớp, phòng chống viêm khớp. Do trong tỏi đen có chứa các chất có tác dụng chống viêm, có tác dụng làm giảm tình trạng viêm khớp, giảm đau khi bị viêm khớp, thoái hóa khớp. Tỏi đen có tác dụng giúp kích thích tiêu hóa, giúp tiêu hóa khỏe mạnh, giảm đầy bụng, trướng hơi, khó tiêu. Tiếp theo, mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ ba, cách sử dụng và liều lượng sử dụng tỏi đen. Tỏi đen có thể dùng để ăn trực tiếp. Trung bình đối với người lớn, một ngày các bạn có thể ăn từ 2 tới 3 củ tỏi. Đối với những người già thì có thể ăn một ngày từ 1 tới 2 củ tỏi. Tỏi đen dùng để ngâm rượu, các bạn có thể sử dụng 500 g tỏi đen bóc vỏ và ngâm với 2 lít rượu trắng trong thời gian khoảng 2 tuần, sau đó các bạn sử dụng uống mỗi ngày từ 30 tới 50 ml. Tỏi đen ngâm với mật ong, các bạn sử dụng 150 g củ tỏi đen bóc vỏ ngâm với 500 ml mật ong trong khoảng thời gian 3 tuần. Sau đó các bạn có thể sử dụng uống mỗi ngày từ 10 tới 20 ml. Tỏi đen có thể sử dụng để chưng cách thủy với mật ong. Các bạn hãy dùng 2 củ tỏi đen bóc vỏ kết hợp với 30 ml mật ong chưng cách thủy trong vòng 15 phút rồi ăn trực tiếp. Tiếp theo, mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ tư, những điều lưu ý khi sử dụng củ tỏi đen. Củ tỏi đen được mệnh danh là một vị dược liệu, một vị thuốc quý. Tuy nhiên, để sử dụng củ tỏi đen đúng cách, hợp lý và mang lại được kết quả hỗ trợ điều trị bệnh một cách tốt nhất, các bạn cần phải lưu ý những điều như sau. Củ tỏi đen không được sử dụng cho những người có tiền sử dị ứng với mùi hương của tinh dầu tỏi trắng hoặc là củ tỏi đen. Tỏi đen sử dụng cho phụ nữ có thai phải thật là thận trọng, sử dụng với một lượng vừa đủ, không nên sử dụng quá nhiều. Những người bị nóng trong không nên sử dụng củ tỏi đen. Những người đang mắc bệnh gan, bệnh thận sử dụng củ tỏi đen với một lượng vừa đủ, không nên sử dụng quá nhiều. Những người đang sử dụng thuốc chống đông máu không nên ăn củ tỏi đen. Những người bị bệnh huyết áp thấp hoặc những trường hợp đang bị tụt huyết áp, những người đang bị tiêu chảy cũng không nên ăn củ tỏi đen. Nên ăn củ tỏi đen ngay trong bữa ăn hoặc là ngay sau bữa ăn, không nên ăn trước bữa ăn, có thể sẽ làm kích ứng niêm mạc dạ dày. Không nên uống nước trà ngay sau khi ăn củ tỏi đen. Trên đây mình đã chia sẻ và gửi tới quý vị khán giả và các bạn công dụng trị bệnh của củ tỏi đen, cách sử dụng tỏi đen và những điều lưu ý trong quá trình sử dụng củ tỏi đen để điều trị bệnh. Nếu như các bạn còn có những câu hỏi, những thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này hoặc inbox trực tiếp vào Zalo cho mình sẽ tư vấn và giải đáp giúp các bạn. Phần trình bày của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.